Vinh ơi, cắm cọc bình vào cho anh chưa? Cắm cọc bình vào cho anh nhé. Cắm vào anh nhé. Cắm cọc bình vào là anh tự để nhé. Tháo cái mùi ra. Bật cái nặng. Gập rất là nhẹ nhàng. Không cần nữa, để anh dùng tay anh nhẹ. Cái vô lăng này sẽ thay cái vô lăng zin. Tắp lô này có thể làm lại zin thì quan trọng là bỏ bao nhiêu tiền ra để mà làm lại. Tất cả những cái này đều thay lại hết đồ zin của nó hết. Đó, nổ một phát là được luôn, máy lạnh chạy hoạt động rất là tốt. Vậy nha, canh canh cho anh phía trước này, anh lùi tiến tí đấy. Vướng gì không? Tiến lùi. Nếu như anh ngồi lên xe này đạp ga cho anh ấy. Ngồi lên xe đạp ga. Đấy, cho coi tiếng máy. Máy là không bao giờ bị nóng, máy đã tản nhiệt bằng gió thôi nhưng mà không bao giờ bị nóng một chỗ nào luôn, kể cả ngay cả vô luôn là máy tản nhiệt rất là tốt. Đó, máy đang chạy nhưng mà không bao giờ bị nóng máy.
À, bịt cho anh hai lỗ vô để cho nghe tiếng máy chạy thôi. Bỏ đường vô đi. Dùng hai cái mảnh giấy á. À, hàng cái nét rồi. Đây là tiếng máy. Rồi bỏ 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 bỏ. Tiếng vô.